chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn, khu núi Vinh, tổ 10, thôn Phước Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin trân trọng kính mời quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, dính chút thời gian quý báu vào ngày 18, 19 tháng 7 năm Quý Mão, nhằm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và 3 tháng 9 năm 2023. Quý vị nhín chút thời gian quý báu trở về đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn tham dự đại lễ dân y ca sa, trai tăng tự tứ, pháp đàn chuẩn tế, mùa tang báo hiếu năm 2023. Trân trọng kính mời quý liệt vị. Thông báo này thay cho thư mời A Di Đà Phật. Chào Quỳnh Lê, chào Cảnh Tiền, chào Kiều Huệ. Dạng này lên mạng cùng với mọi người cho vui. Chào cô Tám Chiến Tường. Kính thưa quý vị, cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu nói về 96 ức linh căn do Phật Mẫu Diêu Trì tạo hóa và cho giáng trần tu học, hầu giúp nhân loại tiến hóa theo con đường đạo đức. Nhưng vì mãi mê đắm trần đã lâu, nên Đức Mẹ phải nhắc nhở để các linh tử thức tỉnh lo tu, lo học bồi bổ âm chất mà trở về nơi cõi phương Tây hằng sống như lời Đức Mẹ dạy. Linh chân sư tiền căn mẫu tạo, tánh siêu phàm không tạo thiên tiên. Hay là Mẹ dạy rằng, con có nhớ chân chốn, con thường định mỗi con mang lấy mạnh hồn linh. Dạo đời tu học bồi âm chất, hành đạo độ đời giúp chúng sanh. Trước khi ra đi, Đức Diêu Trì Phật Mẫu đã ban cho mỗi linh căn một cái túi gọi là bát phụ nang. Trong túi đó có 8 món báo gọi là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Và căn dặn khi xuống trần thế phải giữ gìn, nếu mất một món thì không trở về cùng mẹ được. Đã trải qua thời kỳ phổ độ đã được hơn 4 ức trở về, nhất kỳ độ được 2 ức, nhị kỳ độ được 2 ức, còn lại 92 ức nguyên căn. Đến nay
là thời kỳ nạ quân mạt kiếp, là thời kỳ nguy cổ liệt kim, nên chính đức diêu trì kim mẫu ban học ân thiên liên cho huyện Cẩm Nang Thơ để khai thông linh tánh gốc cội căn xưa. Linh căn khá tri tiếp lệnh thức tỉnh tu hành đắc thạch đạo quả, dự hội lâm qua kỳ ba. Qua đó cho ta thấy được tình yêu thương vô hạn của mẫu nơi cõi thiên liêng, đang mòn mỏi trong chờ các con thơ quay trở về cùng hiệp hội. Vậy nếu chúng ta là những linh căn còn đang rơi rớt lưu lạc, thì hãy sớm dừng giấc mộng trần mà quay đầu lập công bồi đức, tìm về trong tình thương bao la của đức mẹ. Hỡi tàn linh, hỡi tàn linh, có nhớ quê xưa chốn ngọc đình, quay gót mau về nơi cụ vị, thôi đừng gian díu kiếp thù sinh. Xin chân thành hồi hướng công đức này cho tất cả nhân loại, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh nhanh chóng giác ngộ, thức tỉnh đường lành, tu hành để sớm trở về ngôi xưa vị cũ. Cẩm Nang Thơ của đức Diêu Trì Kim Mẫu xin gửi đến toàn thể chư đồng đạo, chư linh tử con căn của mẹ, quý Phật tử thân thương. Cử thiên lý ngọc hoàng định luận, điển quyền di vô cực chuyển say, sắc ban kim mẫu tỏ bài, lệnh truyền nam nữ gái trai hẳn tường. Diệu cung điện là nguồn gốc cội, trì lục kinh thoát khỏi sông mê, kim ngôn tình mẹ châu phi, mẫu chờ con dạy tái tê lòng già. Chào Tô Hằng, chào Dung Nguyễn, chào Chi Chi, chào Nguyễn Thanh, chào Long Minh Ấn, chào Quốc Phạm. Bạn ân lệnh kỳ ba chuyên cho truyền tâm linh cô dân tự linh, khai thiền xin lộ luận hình, thông kỳ đi đạo rõ tình thâm ân. Linh chân xưa tiền căn nghi mẫu tạo, tánh siêu phàm thông đạo thiên tiên, trong căn chiếu rọi diệu quyền, tội nguồn ân đức mẹ hiền rải ban. Ra cho lập nghe. Căn tâm đạo hoàn toàn thanh khiết, xưa cung di chẳng biết mùi đời, linh hồn sáng rồi vì ngôi căn tiền đích ngọc là nơi cụ trùng. Kha tịnh ngộ đại hồng minh mẫn, kỳ phụng hành bốn phần lo tròn, tiếp lời mẫu giải sách son, lệnh trời tinh mạng bảo tồn linh căn, thân tâm nội mê trần mộng ảo,
đạo vô vi. Chào Thiện Hạnh, chào Phúc Lê, chào Ngân Hồng, chào Đạo Tế. Tu hành dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên luật, mẫu thì ban ơn các cái bộ pháp tiền căn linh mi tâm. Thành thật tu mới rành nghiệp duyên, đạo trên cảnh thứ bạc tiền quả lành gặp ngay quy nguyên phản hồi. Giờ kim khuyết hỏi trời tam giáo, hỏi tam thâm tìm đạo linh căn. Long đình bộ ngọc tư ân hoa sen đua nở mừng cánh thiện lành. Kỳ tiến lửa thực hành mới quy, ba lần khai mở hội tam tiên. Con nơi mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm, tôi tìm về sao lòng tự đắc tự cao, dẹp bỏ đường trong danh hiệp đó rồi tan. Dạ ông Đạo Tế có hỏi gì ạ? À? Chào Thảo Trang, chào Nguyễn Văn Sang, chào Nghĩa Nhân Ngọc Quyền. Tòm chi mà giỏi mơ màng, cơ trời bao ân hầm tàn kiếp hôn. Cầu mong ông Đạo Tế có thật nhiều sức khỏe và có tài lộc để ủng hộ cho Quỳ Nhẫn một số gạo số mì. Quỳ Nhẫn bây giờ đang xin 500 phần quà, bao gồm 5 tấn gạo và 500 thùng mì. Nếu có duyên bà con mình ủng hộ đóng góp, ước mơ lớn nhất tháng 7 của Quỳ Nhẫn nhiêu đó thôi ạ. Ngày nào Quỳ Nhẫn cũng ráng tụng kinh để cầu nguyện cho mọi người có nhiều sức khỏe và có tài lộc để ủng hộ giúp Quỳ Nhẫn làm những việc thiện nguyện. Điều mơ ước năm nay kinh tế khó khăn. Còn riêng ông Đạo Tế thì trong tháng 7 này thì tuyệt vời rồi. Không sao, từ từ làm ăn sẽ phát đạt lên nè. Còn chi mà giỏi mơ màng, cơ trời bao ân hầm tàn kiếp hôn. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chia bằng. Chào Minh Diêm Tiền Giang. Ngọc ngà châu bao hưởng thân, cùng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ ba đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không tri đạo lý chánh truyền. Trao dồi tánh đi mạng căn nguyên, vội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê. Khó đạt đạo trở về giới màu, màn vô minh hữu lậu phụ dày. Muôn màu sắc tướng nhiệm say, dịch hình tiên Phật đổi thay khó tường. Cảm ơn Nhật Thương Nguyễn. Cần thấu triệt con đường thiên ý, chữ không không ngữ trị tâm hồn. Phép tài áo thuật bàn môn thật thật.
không biết quá mê hồn tâm sai. Nó cũng chối biệt tài đạo lý, nhưng sự hành y chi khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tận chịu nhồi chịu cáo, tư tưởng lầm giữ đạo nhất cái tâm. Rõ tâm ma nghĩ tội lầm trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lìa sắc tương thân ta đừng nhiễm ma, dù mọi điều thúc liệt muốn tiền. Tạm dục nhưng chẳng nhiễm thân, tùy duyên quá đạo nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mau bực xếp phân. Chớ nên sanh đi bước làm càng đỏ thân, còn thiết nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại mai sao. Sự phân định đi luật tim vào mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mồ nghiệp chướng, làm mê hồn mê chướng đã dài. Luật hình thương phản chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Chào Cẩm Hồng, chào Dũng Thái, chào Ngân Nguyệt. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Xin năng lập mấy đức bảo toàn phú quý, nhân loại mê hồn trầm luân. Tiếp phận sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở dân thơm. Nhục dịch chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp mê gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực khảo nhồi một lòng thể nguyện. Con ơi, thần minh đi chứng đi giam đất trời rõ thông. Chớ gian đi nạn thay lòng đòi giả, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Xuân tiên thử thấp phù sanh, là đường tiên quá luật hầm người tôn. Chớ nghĩ tới giận thù quan ghét, chỉ đại hồng học phép từ bi. Đức nghi anh giảng sự có bì, dầu cho lao khổ ca vì bản thân. Chào Phạm Thị Duyên, chào Võ Thu Thúy. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên.
đã đạt thất kỳ tổ phụ nguyện sanh thành hộ mẫu tại miền trần gian. Vô khắc ni tướng vào sáng khó sanh, Phật thân tiên dùng tánh ni thảo hiền. Nghiệp đời dù lắm quan kiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ may tạo xây sàn cảnh gấp, chớ chẳng chờ để lắp ba tấm linh. Cảnh đồ bát quái luật hình ngũ hành, dẫn chuyện nhân sinh tiêu tàn. Chào Phú Phượng. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cái luật trời chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng thương. Màn ma quỷ còn tương trà trọn, Phật thánh tiên lần lộn hồng trần, để tùy duyên kiếp độ nhân. Dễ gì gặp đạo chánh chân trì này, lực kinh Phật tỏ tài nói trước. Đời lộn kiếp bê mật thước khó dò, tự sanh thập lỗi nhỏ to, đầu thai quả bao khó đo được lòng. Chào Tùng Thảo. Bất kể sự tỏ tâm đạo đức, mang lớp người ngủ trưa tâm mang, hay làm những việc gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết đi bạc vàng danh lời, rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp đi của lương dân, bảo tàng độc ác có phân gian tà. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa, cùng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện xoay định đi luật công bằng, khảo nhồi thương phạt kiếp căn đời cùng. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót ngăn, con cá lo bọt bót đức anh. Chớ em đi sự học trần bố ràng, nghiệp quả tiếp căn đỏ đàn. Rồi gặp cánh quả tai khó cứu, cần định tâm vi hấp khổ điện quang. Nghiệp si thấu địa cần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màn đau thương. Quý vị đang nghe cảnh năng thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Qua bài tụng kinh này, một lần nữa thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận, xin trân trọng kính mời quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, quý vị ân nhân mạnh thường quân của đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhận, nhân chút thời gian quý báu trở về chùa Minh Duyên để tham dự đại lễ Du Lan vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mèo, nhằm ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2023. Năm nay với sự phát tâm của quý nam nữ Phật tử cũng như sự hùng phước của quý Phật tử gần xa, đại lễ dân y ca sa 100 vị tăng ni,
Mừng chư tôn thiền đức thêm một tuổi đạo, sau 3 tháng an cư tịnh tu tam vô lậu học, để quý nam nữ Phật tử gieo duyên cùng 3 ngôi tam bảo để cầu phước báo linh cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Đại lễ gia nghi ca sa cúng dường cho 100 vị tăng ni trai tăng tự tứ, đặc biệt pháp đàn chuẩn tế kỳ cho âm siêu đồng lưỡng lời quá giảng tiên linh của quyền thất tổ bách gia trăm họ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, những vị hương linh vong linh vừa mới mất trong đại dịch Covid-19 được lập đàn siêu độ, và những vị hương linh vong linh thai nhi xúc xảo, những vị vong linh thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, và những thai nhi những vị hương linh khi mất chưa tròn 12 tuổi là những vong linh đáng thương cần cầu siêu độ với pháp đàn chuẩn tế do ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm trách. Xin được trợ duyên cùng quý nam nữ Phật tử để gửi danh sách cầu an cầu siêu về đạo tràng, và tâm nguyện lớn nhất của huệ nhẫn trong năm nay vì nhìn thấy kinh tế khó khăn, bà con cô bác rất ư là khó khăn. Vì lẽ đó, điều nguyện lớn nhất với tâm nguyện rộng nhất của năm nay là huệ nhẫn muốn phát tâm ủng hộ 500 phần quà đến bà con khó khăn ở các tỉnh thành thuộc các chi hội chữ thập đỏ chùa Minh Duyên, mỗi một phần quà gồm 1 thùng mì và 10 ký gạo trị giá 250.000 đồng. Rất mong quý Phật tử hưởng ứng lời kêu gọi của huệ nhẫn. Những ai thương mến huệ nhẫn, yêu mến huệ nhẫn và tin tưởng huệ nhẫn, xin mọi người đóng góp. Còn nếu chúng ta chưa có duyên ở kỳ này thì không sao cả, lần sau chúng ta sẽ đóng góp. Hy vọng rằng trong những ngày này, hàng ngày huệ nhẫn sẽ truyền trao cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu đến toàn thể quý vị. Giới nguyện ước lớn nhất của huệ nhẫn là cầu mong có đủ được 500 phần quà gửi đến cho bà con cô bác ở các chi hội chữ thập đỏ Minh Duyên. Chúng tôi sẽ lựa chọn ở các tỉnh miền Tây để về đó trao quà trong một ngày sớm nhất trước ngày rằm tháng 8. Cho nên qua lời kêu gọi này, nhân mùa Du Lan báo hiếu, mùa Du Lan báo hiếu của người con Phật, mong rằng chúng ta mỗi người hãy mở rộng lòng của chúng ta, giúp cho những mảnh đời khó khăn hơn chúng ta, biết đâu đó chính là chúng ta giúp cho bản thân chúng ta trong bước đường sắp tới được vững an hơn. Cầu chúc mọi người luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống này, nhất là mọi công việc đều thuận lợi, phát lộc phát tài, vạn sự an lành. Nhớ một lần nữa, huệ nhẫn trân trọng kính mời quý vị vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mèo, nhằm ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2023. Nhân chút thời gian quý báu trở về chùa Minh Duyên để tham dự đại lễ dân y ca sa cúng dường trai tăng 100 vị tăng ni mừng khánh tế chư tôn đức thêm một tuổi đạo sau 3 tháng an cư tịnh tu tam vô lậu học, và quý vị có nhu cầu để kỳ siêu độ cho tiên linh cửu huyền thất tổ cũng như cầu an cho bà cha mẹ, nhớ gửi danh sách trước về cho huệ nhẫn để làm sớ danh. Quý vị ghi rõ ràng trên tờ giấy trắng và chụp hình gửi qua tin nhắn cho huệ nhẫn để tiện việc huệ nhẫn làm sớ điệp, ngày đó sẽ không bị lập chụp và không sơ sót. A Di Đà Phật. Và cuối cùng, rất mong mọi người phát tâm ủng hộ gạo và mì để huệ nhẫn làm công tác từ thiện. A Di Đà Phật. Nếu có duyên, xin mời quý vị ủng hộ. Huệ nhẫn xin hứa hàng ngày sẽ tụng kinh cầu nguyện phước báo cho quý vị. Và xin tạm biệt mọi người nha. Bữa nay em ở không nguyên ngày, ở nhà ngủ thôi.